Chào các bạn, và tiếp tục hôm nay thì chúng ta sẽ tập đàn sến cái bài Nam Ai trong nhạc lễ Cao Đài. Nam Ai, Nam Ai thì cái đàn sến đời nó không có mùi đâu, khó mùi lắm, mình ráng cố gắng đờn ha. Thì Nam Ai nó cũng có 28 câu, giờ tôi đàn hết cũng từ đầu tới 28 câu rồi qua lúc máy. Lúc máy nó 15 câu ha. Cái cách phân lớp trùng thì giống như bài Nam Ai trong đàn cò và đàn guitar tôi đã nói rồi, thì giờ tôi chỉ đàn thôi. Thật ra này mà hô đàn từng câu đàn lại tôi đàn nó cũng không giống đâu, bởi vì tôi cũng không học, tôi nghe sao tôi đàn vậy. À, nghe bắt chước người ta đàn mình ráng mình đàn được thôi, chứ còn đàn lần trước biểu đàn lần sau là không giống nhau rồi đó. Thì tôi cố gắng tôi đàn những cái chữ cơ bản dễ học nhất thôi ha. Thank you.
Đó là 28 câu năm ai. Đoạn hết 28 câu thì quay lại cái lớp 2, tức là từ cái câu 5 đó các bạn. Hết câu 5, đoạn câu 5 hết câu 8 quay lại câu 5 thôi. Bây giờ tôi sẽ đàn lớp máy luôn. Lớp máy nó có 15 câu ha. Như vậy là tôi đã đàn xong cái bài năm ai trong nhạc lễ cao đài, và chúc các bạn học nhạc để có cái điều kiện, có tư liệu để mình tập được nhiều cái đàn để mình đi phục vụ cho nó tốt hơn. Và những bài tôi đàn thì sau này có thời gian tôi sẽ viết ký âm, nếu các bạn nào nhìn mà đợi không kịp thì có thể liên hệ tôi để mua ký âm, mua ủng hộ tôi. Thật ra là đi học đàn người ta không ai mà in sách để cho mình ký âm, mà đọc cho mình ghi chép rồi về nhà mình tự mày mò. Còn sách tôi viết ra thì tôi đã xuất bản hai quyển rồi, quyển guitar cổ nhạc và guitar nhạc lễ, đừng còn nhạc lễ, thì cách viết nó rất là dễ học. Thì sau này nếu có sách thì mong sẽ được các bạn ủng hộ nhiều hơn. Xin chào tạm biệt.